ngày xưa mình học kém tiếng Anh đến một cái mức mà mình không còn sợ điểm kém nữa. Ví dụ như môn văn chẳng hạn, đúng không? Mình học ổn ổn, nếu mà được 6 điểm thì mình sẽ rất là buồn. Nhưng riêng với môn tiếng Anh, kể cả có được 2, 3 hay là 4, 5 điểm thì mình cũng không sợ. Bởi vì rằng là đã rốt đến một cái mức không sợ nữa rồi thì nó gọi là bất chấp luôn. Giáo viên bộ môn tiếng Anh có hỏi với Tun rằng là: anh không học tiếng Anh thì sau này anh thi đại học kiểu gì? Mình rất là tự tin để mình tâm sự với cô rằng là: cô ơi cô, em là dân khối A, em chỉ cần học toán lý hóa và thêm môn văn để em thi vào viện báo chí và tuyên truyền thôi, chứ còn môn tiếng Anh sau này em không cần sử dụng nên em không cần học tiếng Anh. Cho đến bây giờ là năm mình 26 tuổi thì mình thấy là ngày xưa mình đã phát biểu cực kỳ luôn ý các bạn ạ. Và mình đã bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội. Có một đợt là mình đã từng được bên đại sứ quán bên Singapore, người ta mời sang bên nước ngoài để có thể trở thành đại diện cho một người trẻ để đi thuyết trình. Nhưng mình hoàn toàn không biết tiếng Anh. Mình biết rằng là tiếng Anh với các bạn ngày nay nó là một cái trở ngại rất là lớn, và nó cũng là một cái khó khăn mà các bạn muốn đối diện nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì thế mà chúng mình bỏ cuộc. Gần đây thì Tun có học thử trên Native S, rất dễ học, rất dễ hiểu. Và thậm chí như mình có cảm giác như kiểu là mình đã tìm ra được chân ái của cuộc đời mình. Vì vậy mà ngay bây giờ Tun sẽ chia sẻ với mọi người một chút nhé. Giới thiệu cho các bạn một bí kíp học tiếng Anh cực kỳ hiệu quả của Tun. Native S là siêu nền tảng học tiếng Anh trực tuyến cho người đi làm, đem đến trải nghiệm học tiếng Anh đúng cách, đi từ gốc rễ, hiệu quả và toàn diện với 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Với mô hình lớp học nén độc quyền, các kiến thức được nén lại, rút ngắn một nửa thời gian học nhưng hiểu sâu và nhớ lâu gấp 5 lần, giúp in dấu tiếng Anh và trí nhớ dài hạn một cách nhanh chóng. Bạn sẽ nâng trình tiếng Anh chỉ sau 48 buổi học. Lớp học chỉ từ 3 đến 6 học viên, cùng giáo viên nước ngoài và giáo trình chuẩn quốc tế. Vì là học online nên linh hoạt và chủ động đặt lịch ở mọi lúc mọi nơi. Đăng ký ngay để nhận 7 ngày học thử miễn phí với giáo viên nước ngoài và ưu đãi 30% học phí. Tiếng Anh sẽ không còn là nỗi lo trên con đường chúng ta chinh phục sự nghiệp.